Ngày hôm nay em có cái phô tứ quý này, nó có hai cái đường binh, một là chơi cái phom cao hay là chơi cái phom lùng. Thì em quay lại cho anh em mình xem, mình tham khảo và sau này mình có cái phô tương tự thì mình có hai cái đường binh mà mình biết mà mình tính mình chơi nha anh em. Đầu tiên là cái kiểu mà chơi cái phom cao thì nó hiện tại y chang ở trên hình anh em mình thấy, cái phô này hiện tại đã cắt xong rồi nha anh em, cắt giật nói chung là theo ý muốn rồi để mà chơi phom cao. Tuy nhiên ở đây thì mình có một sự lựa chọn, giống như ở trên màn hình anh em mình đang thấy là cái kiểu cái đế này và cái đường thân của cái cây này có thể mình cắt lùng được, mình chơi theo cái kiểu form lùng lực giống như cái kiểu anh em mình đang thấy trên màn hình nha anh em, kiểu lùng tính đó thôi, tính như trên màn hình thôi, mình bỏ luôn cái phần ở trên để mà mình chơi lùng lực. Với cái hướng chơi lùng lực á, thì cơ bản là cây phải có đế nè, sát nó cũng 30 mấy hoành đổ lên thì nhìn cái cây nó mới ra cái form mà gọi là phong cách bonsai lùng lực anh em. Cái lùng lực thì nói chung là gót cây chút xíu, cây ở trên cái mặt cắt nó nhỏ chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà anh em mình chơi theo cái kiểu mà mình tán đầu đinh á, em để cái hình minh họa cho màn hình cho anh em mình xem á, tán đầu đinh thì thật sự nó rất là khó để mà ra một cái cây anh em. Tại vì khi mà mình cắt mình ghép á, rồi mình đợi thành phẩm á, thì mình sẽ không có thấy được cái độ xấu của cái mặt cắt khi mà mặt cắt quá lớn. Còn cái cây ở trên màn hình anh em mình thấy á, thì nó là một cốt nhưng mà lên là ba thân anh em, thì mình hạ xuống thì mình chơi lùng lực cũng tương đối là tốt. Cái cây này thì có đã có cắt giật một lần rồi của chủ cũ, họ cắt giật rồi xong họ đem lên bồn họ trồng rồi nha anh em. Mấy cái cốt này là cơ bản là đã có chỉnh sửa bằng kẽm cơ bản chút đỉnh rồi, nhưng mà chỉnh sửa thì chưa có tới. Lợi thế của những cái cây như thế này là cốt cạnh cũng tương đối đầy đủ nè, nó đi cũng điều hướng cũng tương đối chuẩn rồi, tương đối thôi nha anh em. Cái cây trên màn hình thì sửa thì cũng một số lỗi, có thể là chủ cũ họ sửa mà cái thời gian họ không có nhiều đó. Sửa rồi mất một hai nhịp nó không có tới. Và những cái mặt cắt mà cũ như trên hình thì anh em mình chà chà chút đỉnh rồi mình chế keo lên. Nếu mà anh em mình xiên thì mình có thể mình dán giấy bạc luôn cũng được, giấy bạc mà dùng chuyên dụng cho những cái cây cảnh anh em. Số anh em hỏi mình tới quý có liền cốt liền thân được hay không, thì liền cốt liền thân bình thường anh em, nhưng mà cái thời gian của cái dùng tới quý thì anh em mình biết rồi, nó rất là lâu. Cái cây như trên hình thì em nghĩ là cũng tầm 4-5 năm mà nha anh em, thì chi tiết cũng không có biết rõ, nhưng mà dự đoán thì khoảng trồng trong bồn á, sau khi cắt giật lần đầu tiên đó là cũng phải 4-5 năm rồi, thì cái cốt nó ra được khoảng như vậy. Cái này là trồng dưới bồn dưới đất nha anh em, chứ không phải là trồng chậu. Trồng chậu thì nó sẽ còn lâu hơn rất là nhiều. Cái trên video anh em mình thấy là toàn cảnh mà cái cây em lựa chọn cái form là form cao nha anh em, tại vì bên nhà vườn kinh doanh á thì cái form cao dễ cho thuê nha anh em. Bán thì hiện tại cái phong trào chơi với phong cách bonsai lùng lực rất là nhiều, và anh em nào theo dõi lâu thì cũng biết là em bán rất là nhiều cái cây mà kiểu lùng lực, ở đó cũng làm nên cái thương hiệu của em bán rất là nhiều. Và cái phần mà cái cây này giữ phong cao thì ở bên cái bàn tay của em đẩy ra đó, cái hướng của những cái cốt cành, những cái chi cành mà sau khi mình ghép mình sẽ điều hướng ra đó nha anh em. Nhưng mà về cái cây này đó thì nó sẽ bị lép một bên, thiếu tương đối một số chi cành như trên màn hình anh em mình thấy á, bắt buộc là mình phải tháp nha anh em, tháp thì mình mới mau chơi được. Nếu không tháp á, thì mình có thể điều hướng từ những cái chi cành có sẵn mình ghép vô đó mình điều hướng đi qua, nhưng mà nó sẽ lâu hơn, và khi mà mình lãi lá thì nhìn nó sẽ không có được cân như mình tháp vô để mà mình mượn cái thân đi ra, giống như một cái cốt cành xin nha anh em. Tháp thì cái kỹ thuật ghép nó cũng tương đối là khó hơn ghép bình thường. Ngoài ra thì khi chăm sóc anh em mình cũng phải để ý chút đỉnh. Quay trở lại vấn đề chính là chơi theo cái kiểu lùng lực, thì ở đây là không có cắt cái phôi này thành lùng lực này, em chỉ để cái hình minh họa trên màn hình cho anh em mình thấy đó, giống như gửi trên video anh em thấy là cắt ra có khoảng như đó nha anh em, và sau đó thì vô chậu. Về cái vấn đề chơi bonsai lùng lực thì em có một cái lưu ý với anh em, thì mình nên nghiên cứu về cái hướng là vừa lùng lực mà vừa chậu cạn nha anh em, thì như vậy nó sẽ tôn cái đế của cái cây lên rất là nhiều. Thì gọi là bonsai thì bên mai vàng mai ghép thì rất là khó để mà làm ra được cái cây mà gọi là chuẩn bonsai như hiện giờ, nhưng mà mình có thể mình nhái cái phong cách chút xíu, mình chơi theo cái kiểu là vừa lùng vừa lực vừa có đế, cốt cành nó rút ngắn lại, nó có sự chăm chút bằng cái việc mình vô kẽm. Thì khi mà thành hình, khi mà anh em mình lãi lá vào cái dịp Tết mình chơi đó, thì nhìn cái cây nó sẽ cân đối và nó đẹp hơn. Hôm nay
thì em chia sẻ cho anh em ngắn thôi. Vậy vì cái phần mà bonsai lùng lực thì phải nói rất là nhiều trong nhiều cái video để mà anh em mình hình dung. Nhưng mà em có một cái lưu ý nhỏ với anh em, là anh em mình muốn chơi mà cây út phong bông cách bonsai lùng lực á, nếu mà anh em mình mới tập chơi thì thực sự rất là khó để mà gọi ra một cái cây mà thành phẩm mà chuẩn nha anh em. Vì cái kiểu mà làm bonsai lùng lực là cái kỹ thuật vô kẽm nó cao lắm, và cái thời gian vô kẽm mình sẽ nhiều, cái số lần mình vô kẽm cho cái mai kiểu là bonsai lùng lực á thì nó sẽ nhiều hơn những cái cây mai tàn nha anh em. Do đó thì anh em mình muốn đi theo cái hướng này chơi này thì em sẽ hoàn toàn hoan nghênh anh em. Anh em muốn mình em hỗ trợ cái vấn đề gì liên quan đến cái kỹ thuật, cách làm, rồi cái cách ép chậu, rồi cái cách lựa cây, rồi cái cách cắt cây, thì hồi đó giờ lúc nào em cũng tư vấn cho anh em hoàn toàn miễn phí rồi. Nhưng mà anh em mình nên lưu ý cái vấn đề em vừa nói với anh em. Em cảm ơn anh em, thì video này ngắn thôi, và hẹn anh em ở video tiếp theo. Em sẽ chia sẻ về cái phôi này tiếp tục.